Gia đình của thầy Tuân thì trên dưới thì hòa thuận, gia đình thật là hạnh phúc. Cha mẹ ăn ở hiền lành thì đã sanh ra những người con trai con gái rất là hiếu thảo với cha mẹ và lúc nào cũng ngoan hiền và hòa thuận trên dưới một nhà, làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Thầy Tuân thì gia đình của thầy ấy thì có một cái công đức rất là lớn cả nhà, đó là đem yêu thương lan tỏa khắp giá trị cộng đồng về trồng cây gây rừng cũng như bảo vệ nguồn bầu không khí trong lành cho mọi người, cũng như tất cả đều có thể chia sẻ với người già, những hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em vùng sâu vùng xa, cấp sách đến trường và những cái ngôi trường được mọc lên, xây lên từ gia đình của những thầy ấy và những cái quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay góp sức để chia sẻ ấn tống kinh sách pháp bảo, tặng máy niệm Phật, máy nghe kinh và tất cả làm những việc thiện nguyện lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Gia đình thầy ấy không tiếc tiền tiếc của, không tiếc sức người, lan tỏa khắp mọi nơi. A Di Đà Phật. Để được có một thân thể khang kiện, gia đình của thầy ấy đã không sống cho bản thân mình mà sống vì cộng đồng, vì quốc gia dân tộc mà lo nghĩ. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều là anh em một nhà, đều là huynh đệ tỷ muội,